はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。はい。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 18 này nhé, bài số 18. はい。Tôi có thể bơi. Thế nhé, tôi có thể bơi. Vậy thì, nội dung chúng ta sẽ là có thể. Là điều gì đó? Bơi học rồi đúng không? Biết. Các động từ viết rất là nhiều đúng không? Dạy rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ có thể. Đấy chứ nào, khả năng. Đấy, nội dung bài học ngày hôm nay sẽ có này phần thể nguyên dạng động từ chia. Cái này học rồi, cái này không phải học nữa. Bên kia snap đến một ý đấy. Ok. Thế thế nào? Về được cô tổ cá để kiếm mát. Thế nào? Ta sẽ học về phần này. Rồi để nói về sở thích này. Thế thế nào? Về động từ khoảng thời gian mà để ní này. Ok. Mai mai ní thì sẽ mai ní được chưa nào? Hay naka naka zehi này, cái này dễ này. Được chưa? Chủ yếu là chúng ta học về hai cái này. Về được cô tổ cá để kiếm mát. Được chưa nào? Hay nhanh thôi. Thì chắc tầm khoảng 25 phút. Về thứ nhất, cách chia động từ nguyên dạng này nhé. Đây, viết tắt là về được cách chia thì chúng ta cùng nhau xem lại bài số 9. Nhớ chưa? Các bạn nhớ vào bài số 9 xem lại, nhớ chưa? Rồi, dễ rồi. Tiếp về phần thứ hai, đó là gì nhỉ? Chúng ta sẽ chia gì nhỉ? Để về được koto ga dekimasu, có thể làm được điều gì đó, được chưa nào? Hay. Cái này, hoặc là danh từ riêng được nhé. Này, koto ga dekimasu. Tức là gì nhỉ? Chúng ta sẽ đưa đi vào cái trường hợp là về được koto ga trước. Đấy chưa? Tức là gì nhỉ? Trường hợp của động từ này. Được chưa? Đấy. Ví dụ như thế này, được chưa? Hai, お金を払うことができます。できます。Cái này gì đây? Có thể trả tiền, trả tiền được nhé. Bằng thẻ chẳng hạn, ca đổ đấy, có thể trả tiền bằng thẻ hay là tiền mặt chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có thể thêm ở đây, đúng không? Ca đổ là thẻ. Thẻ. Học chưa? Rồi. Ca đổ được nhé. Ca đổ đấy được. お金を払うことができます。Được chưa? Hai, tiếp theo.số 2. Chú ý nào. Tô sô cần để hồng ố ca ri rự cô tổ gái để kìm ở đây từ thư viện bạn thì phát âm chữ sô thành chữ sô rõ đúng không? Nên là mình sẽ phải phát âm lại đúng không nào. Tô sô cần có thể mượn sách để vào thư viện, được chưa? Có thể mượn sách để vào thư viện. Tiếp. Nam san wa piano o hiku koto ga dekimasu ka? Hay dekimasu. Hay dekimasu. Khi mà trả lời chúng ta có thể dekimasu là được hay là không được thì chúng ta sẽ nói gì? Hay có được đúng không? Thì là có thể thì không hay đúng không? Được ạ. Thế là gì? Hay dekimasu. Được chưa? Hay không được sẽ là ie dekimasen. Dekimasen. Đúng không? Ie dekimasen ですね. Ok chưa? Hay. Tiếp. Kado de okane o harau koto ga dekimasu ka?Hay để kiếm cái câu này giống câu gì nhỉ? Câu trên này đúng không? Hey. Ok chưa? Tiếp. Số 5. Mi san wa nihon no uta o utau koto ga dekimasu. Dekimasu. Nghĩa là gì? Bạn Mi có thể hát được bài hát tiếng Nhật. Hát được những bài hát tiếng Nhật. Được chưa? Có thể hát được những bài hát tiếng Nhật. Tiếp. Watashi wa zenzen nihongo o hanasu koto ga dekimasen. Nghĩa là gì đấy? Tôi hoàn toàn không thể nói được tiếng Nhật ạ. Không thể nói được tiếng Nhật, chứ mà nói được câu này. Ok. Giờ chúng ta phải thay cái chủ ngữ này đúng không? Kare wa zenzen nihongo o hanasu koto ga dekimasen. Được chưa? Hai. Tôi chẳng. Tiếp theo. Sugurai o shite kara asobu koto ga dekimasu. Nghĩa là gì? Bởi vì là làm bệnh. Đâu? Stekara có phải bởi vì đâu? Sau khi làm bài tập về nhà thì tôi có thể đi chơi. Có thể đi chơi nhé. Sau khi làm bài tập thì có thể chơi. Được chưa? Hai. Tiếp theo. Okane ga nai desu kara fuku o kau koto ga dekimasen. Cái là gì đây? Vì không có tiền. Tôi không thể mua được quần áo. Đúng rồi, không thể mua được quần áo vì không có tiền. Được chưa? Hai. Sumimasen. Kono seihin o kaeru koto wa dekimasen. Cái này thì đấy, đây là gì nhỉ? Một người bán hàng đang nói với khách hàng. Xin lỗi anh, đúng không? Ghi nhỉ? Chúng tôi không thể đổi được sản phẩm này. Được chưa? Hai. Chúng ta kono seihin wa được. Đúng không? Trong bài chữ hàng hóa đúng không? Nhớ vậy. Kono seihin wa kaeru koto wa dekimasen. Được chưa? Hai. Hai, tiếp.
作れましたから、授業に入る。知識到了，变成这样子。来，叫这个海鲁看，这个海鲁吧。海鲁。哦，来一下呀。作れましたから、授業に入ることができませんでした。授業に入ることができませんでした。授業なんていうの？そう、そう。そう、そう。ビートイ。ビメ。ビメ。レントコンテナー。tham gia giáo học được, được chưa? Đấy. OK chưa? Đấy là trường hợp động từ rồi đúng không? Về được của tổ ba thì kia. Bây giờ trường hợp danh từ, những danh từ như thế này, hai chữ Hán này, được chưa nào? Hay những công từ danh từ liên quan đến thể thao, kỹ năng này, được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ gì? Cộng lại gã để kimas luôn, được chưa? Là tôi có thể làm được điều gì đó. Được chưa? Nào thử. Ưng tên là gì đây? Là xe.運転ができます。運転ができます。ダンス、せーの。ダンスができます。はい。日本語。日本語ができます。漢字。漢字ができます。スポーツ。スポーツができます。ギター。ギターができます。OK? はい。では、全体で。今回は、テーマに動画を見て、をすることができます。ダンスをすることができます。日本語を書くことを話すこと、のが、はい、はい、全然không qua đây cũng được、できない、はい、ví dụ này、具体的ですね、私は運転ができます、これでいいだろうな、聞いて、私はダンスができません、のが、em không biết nhảy、không biết nhảy、không biết nhảy、はい、リンさんはスキーができます、スキー、trượt tuyết、đúng rồi、スキーの trượt tuyết。Linh không thể trượt tuyết. Linh có thể trượt tuyết. Linh có thể trượt. Thì cả nếu thế thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Dịch sang tiếng Việt chúng ta hãy dùng từ để kiếm ăn. Biết cái gì đó thì hay nói nó. Hey. À, hey. Linh biết trượt tuyết đấy, hey. Đúng không? À, mày biết tiếng Nhật đấy, hey. Thì đó, biết nhảy đấy, biết lái xe đấy, hey. Biết thì hay hơn đúng không? Hey. Hay dùng hơn đúng không? Đúng. Tiếp. Nihon go ga dekimasu ka? Dekimasu. Biết tiếng Nhật không? Không biết thế như này là gì nhỉ? Nói được đúng không? Hai. Tiếp. Mà sao mà? Cần gì cả? Dekimasu. Ie, dekimasen. Đây nhỉ? Biết chữ cần gì không đúng không? Không biết. Hả? Tiếp theo. Ikebana ga dekimasen ka? Dekimasu ka? Dekimasu ka? Hai. Chotto dekimasu. Chotto dekimasu.Ikebana là gì? Cái nghệ thuật cắm hoa. Nghệ thuật hoa trong thơ có. Ikebana. Không à? Không ạ. Có đúng không? Có cuối đúng không? Nhớ là có. Không có à? Được rồi. Coi không, không quan trọng là gì? Ikebana là nghệ thuật cắm hoa. Anh có biết gì là cắm hoa kiểu Nhật Bản không? Hay. À, vâng, em có biết một chút. Đúng không? Tiếp theo. Gogo shima desu kara kaimono dekimasu.Gì đấy? Mà một buổi tối, bởi vì buổi tối rảnh rỗi. Đâu, tối không nhùng. Bố gọi là gì đây? Chiều nay giải thích nên có thể đi mua sắm. Có thể đi mua sắm, được chưa? Chiều nay giải thích có thể đi mua sắm. Tiếp. Kuromo no koro. Piano. Piano wo naraimasu da ga ima wa zenzen dekimasen. Kuromo no koro, đây là gì nhỉ? Hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ, được chưa? Kuromo no koroHồi còn nhỏ thì tôi đã học piano. Nhưng bây giờ thì không biết gì. Chẳng biết gì. Đúng không? OK. Còn đây. Siêu sinh quá. Siêu sinh là gì nhỉ? Chồng ạ. Người chồng thì Ryori ga dekimasu. Biết nấu ăn. Người chồng biết nấu ăn thì thế. Siêu sinh là Ryori ga dekimasu. Người chồng biết nấu ăn. Tiếp.ダンスができますか？できますか？でも、là vâng đúng không? Nhưng mà demo này, các bạn học cái từ demo, demo là nhưng. Nhưng. Demo là nhưng này. Demo, あまり上手じゃありません。Nhưng mà không giỏi. Được chưa? Hai. Xong rồi đúng không? Thì đây, vấn đề chúng ta có thêm những cái gì nhỉ?
少しちょっと大体全然まだあるわ。はい。なんかニャロレドでも、変わるね。少しできます。ちょっとできます。全然できません。とか。はい。OK じゃあ。はい。あまり上手じゃありませんとかですね。はい。では、趣味でね。まあ、趣味ですね。趣味。さて、さて、怖いな、次ね。趣味は何ですか？なるほど。趣味は何ですか？趣味は何ですか？趣味は何ですか？趣味は何ですか？ OK。就到这，他认真的吧，慢慢的，没得过多的呢。はい。大家。はい。さて、これなんで、さて、これなんで、漢字。大家。うん。なんで、漢字を書くことです。いいな。さて、これなんで、さて、これ、ビデオで。はい。趣味は何ですか？私の趣味は本を読むことです。そうだ。読むことです。読むことです。なぜない？そてことはラプサイ。ラプサイ、読むはい、ラプサイね。だからこそ、俺はこの人全然ラプサイ自由に読むことです。読書、読むことです。読むことです。はい。読書、読む。読み書く。いや、ルル、パパ、読書。ほら、読書。いや、読書。読書。いや、本を読むことです。読書は全部、はい。本を読むことで、見ることですね。はい。さて、何が？じゃあ、はい。さて、これは何もいないな。私の趣味は、遊び、泳ぐことです。健さんの趣味はテニスをすることです。うん、テニスをすることです。みんな、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 母の趣味は料理を作ることです。うん、趣味。趣味。趣味。趣味。母の趣味は。母の趣味は料理を作ることです。料理を作ることです。作ることです。作ることです。さて、こは、メガ、ノワン。ノワン。できない、それ、ごめん、ノワン。じゃあ。はい、で。あなたの趣味は何ですか？うん、音楽を聴くことです。はい、音楽を聴くことです。こちら。はい。はい、父の趣味は新聞を読むことです。さて、こう、もうどういな。あ、バーは。あ、バーはな。で、マイさんの趣味は、絵を描くことですか？絵を描くことですか？はい、そうです。さて、こう、前な。めちゃめちゃ。ガーさんの趣味はダンスですか？いいえ、スポーツです。はい、thank you, ライブは？さて、こは？はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、私の趣味は毎朝公園を散歩することです。うん、今時代。Sở thích của tôi là đi dạo ở công viên vào mỗi sáng ạ. Đúng rồi, đi dạo công viên vào mỗi sáng, được chưa? Tomodachi no shumi wa kaimono suru koto desu. Hai, kaimono suru koto desu. Sở thích của bạn tôi là đi mua sắm. Mua sắm, đúng rồi. Sở thích của cô Thành là đi mua sắm. Nhưng mà nếu mà có nhiều tiền thì ai thích đi mua sắm đúng không? Sở thích đi mua sắm. Hai, ok. Kare no shumi wa watashi o...見ることです。さて、怖いな。あんまとおい。あんまとおい。あんまとおい。じゃあ、はい。はい、さあ、ごはんちゃん、たぶん出たよな。出たので、出るね。で、前に。うん。で、よ、前にですね。で、前に何ですか？チョキジロ。チョキジロ。ビゾーに出ない。出る前に、なお、ビゾー。行く前に、行くな。チョキジロ。あ、チョキジロ、チョキジロ。はい。はい、出たよ。食事の前に、あ、食事の時代。食事の食事は何じゃ？ズムガルは？食事ズムガルって言ってるね。食事でね。食事ズムガル。でじゃあ、はい。はい。で、ファンペザーね、どれ？2年前、今後のおでかね。はい。OK？ 前に。それを手段を。2年前、はい、何中？
Hay, ok, ở đây các bạn thấy là đi lên mai đúng không? Chúng ta gì nhỉ? Không cần đi đây đúng không? Bạn đi lên mai được đấy, đi lên mai. Ok chưa? Hay, không cần đi nhá. Hoặc là nhiều lúc cho anh nói, chúng ta nói là không cần đây gì cả. Được chưa? Hay, ok. Ví dụ này. Mai ban nê rự mai ni ôn ngọc cử ô ki tê mas. Ở đây là diễn tả một cái thói quen, bởi vì mai ban mỗi tối. Đúng không? Nên là chúng ta chia ra là ki tê ma, đúng không? Mỗi tối. Hàng tối. Trước khi đi ngủ tôi nghe nhạc. Tôi nghe nhạc, đúng không? Trước khi đi ngủ thì tôi nghe nhạc. Được chưa? Rồi, tiếp. Kei sa, gakko e iku mae ni nani o shimashita ka? Ban o tabemashita. Tabemashita, đúng không? Sáng trước khi đi học thì anh đã ăn gì? Tôi ăn bánh. Đúng không? Bây giờ hỏi tôi mời bọn thế nào? Nhung sa, nê rự mae ni nani o shimashita ka? Trước khi đi ngủ. Tại vì. Sự. Gì nào? Tức là, kino, nê rự mae ni nani o shimashita ka? この寝る前に、昨日の晩寝る前に、本を読みました。昨日の晩、寝る前に、映画を見ていました。パーティーをする前に、ケーキを買いました。何？ちょ、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 ちょ
ました。じゃあ、続いて。で、全部でね。ノーディノーア。の前に。食事の前に手を洗わなければなりません。洗いますかね洗わ。洗わ。洗わ。洗わな。はい、じゃあ、大。チュキアンのは。はい。で、予約の前に電話をかけました。予約のディラーチョマのディラー。予約。ラチョ。ラチョのは、ラチョのは。はい。OK、今日の時間だな、ディラー。チュキラチョに取り合わせた、リンドアのは。はい。ウェディア。はい。はい。で、見学の前に、ここに集まってください。はい、集まってくださいね。あっち。なんで、かっちは、ちは、集まる。どこの集まるですね。集まる。じゃあ、集まってな、たちゅん。はい、たちゅんは、だい、チョキ。いけんだ。いけんだ。いけんだ。いけんだ。出張の前に、食べ物と飲み物を買いました。OK? どれだ、もう。Thức ăn và đồ uống trước khi đi công tác. Được chưa? Tiếp theo là gì? Điều chỉ thời gian đúng không? Thì không cần đồ được chưa? Không cần đồ này. Được chưa nào? Hai. Hai. Ở đây có ní này. Sản dụng mài ní hoặc là sản mài cũng được. Được chưa? Hai. Sen xe hoa. Sản dụng mài ní. Để các kê mà start. Là gì đây? Thầy giáo. Đã ra ngoài. Đã ra ngoài. Bán trước. Hai. Sản dụng mài.はい、ててや、こそ入るね。うん。1時間ぐらい前に、学校に来ました。何時間遠いだよ。電柱。電柱は黄木電柱。うん、黄木電柱。言ってないよ、今。はい。ててや。黄さんは3時間前にご飯を食べました。何で黄だ、あん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 だ、
3 tiếng trước đúng không? Sanji cả ngoài này, Sanji cả ngoài này. Thế thế ạ? Ichu sacho ni denwa o kakemashita ka? Hai. 30分前, ね, 30分前 ni kakemashita. Thế chứ nhỉ? 30分前 để kakemashita. OK. Thường trong văn nói những cái câu này ní ní này thường sẽ được bỏ đi người ta này. 30分前 kakemashita. Được chưa? Hai, OK. Cô cùng thầy đọc ạ. Watashi wa 2 giờ mai ni karesi ni aimashita. Tôi đã gặp bạn trai của tôi khoảng 2 tiếng trước. Đúng không? Được chưa nào? Ê, bây giờ lên tập lại một chút là gì? Chúng ta đặt một vài câu nhé. Ví dụ là trước lúc thi thì chúng ta đi vệ sinh. トイレ。なかなか日本語が上手じゃありません。忙しいですから、なかなか休むことができません。休むことができません。休むことができません。休むことができません。休むことができません。休むことができません。休む授業がなかなか始まりません。始まります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 。30分前からバスを待っていましたが、待っていますが、おいらだ、待っていますとも、待っています。というのは、おいらだ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 、Hi, OK, vừa rồi thì chúng ta đã học gì nhỉ? Đi với thể phủ định đúng không? Tuy nhiên thì là Manakanaka cũng đi với giả khẳng định nữa. Cái phần này là phần học thêm được chưa nào? Hey, OK hey. Chưa? Hey. Chẳng hạn như thế này. Nakanaka oishi. Oishi là gì đây? Ngon. Ngon đúng không? Ngon. Nhưng mà Nakanaka tức là mãi ngon, mãi ngon á. Mãi ngon, mãi ngon thì nhỉ? Ăn mãi không chán. Oishi ngon đúng không? Thì trong tiếng Việt chúng ta có câu là không chán này. Được chưa? Sẽ ngược hả? Ăn mãi không chán. Được chưa? Ví dụ, この料理は, tức là món ăn này, この料理はなかなか美味しい. Câu này rất hay nói nha các bạn. Đây là rượu nhá. Tiếng Việt không hay nói câu này nhá. Ồ, cái này ăn mãi không chán. À, なかなか美味しいです. Đây là rượu nhá, được chưa? なかなか美味しい. Nó được lại. なかなか美味しい. なかなか美味しい. この料理はなかなか美味しいですね. この料理は、せーの。この料理はなかなか美味しいですね。nghĩa là gì? Món này ăn mãi mà không chán nhỉ? Không chán nhỉ? Được chưa? Đúng không? Nên là dùng này. Chúng ta thay cái danh từ trước thôi. これなかなか美味しいですね. Chỉ これぐらいですね. OK chưa? はい. Tiếp theo, 面白いな gì đây? Thú vị. Thú vị đúng không? Ví dụ mình nói đến một bộ phim này hay là một cuốn sách chẳng hạn, đúng không?Ví dụ bộ phim này chúng ta xem này 5 lần 7 lần quá em chán chẳng hạn. Hay là có cuốn truyện tranh nào của chúng ta đúng không? Đọc từ ngày xưa đọc đi đọc lại nhỏ nát rồi đúng không? Cuốn sách cũng thế đúng không? Nhỉ? Mãi mà không chán. Thì cuốn sách hay là cuốn truyện hay là bộ phim thì chúng ta sẽ đi kèm để xem đúng không? Xem mãi mà không chán đấy. この映画はなかなか面白いですね. Nghĩa là gì nhỉ? Bộ phim này xem mãi mà không chán nhỉ? Xem mãi không chán nhỉ? Đúng không? Hay. Ví dụ là...cuốn truyện tranh này, truyện tranh là gì nhỉ? Manga. Manga. À, gì nhỉ? Mãi không chán, xem mãi không chán nói nào. この manga wa nakanaka omoshiroi desu ne. Nakanaka omoshiroi desu ne. Được chưa? Hai. Hai, tiếp theo. Muzukashii desu ne.
なかなか難しい。せーの。なかなか難しい。OK? 難しいなんで。好啊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 。この問題はなかなか難しいです。難しい。言われたくない。じゃあ、今全部するな。はい。で、じゃあ。はい。で、じゃあ。はい。はい。はい。じゃあ、なかなか綺麗、なかなか綺麗でできます。できるな。あ、それ、まいばい。まいけどね、結構、がいないのは、みど、もう、何週間か、何年間か、どう見たくない。うれしい。で、じゃあ、自分たちのは、なかなか綺麗です。綺麗です。で、じゃあ。はい。彼はお菓子を送るよ。はい。はい。出てきたら、新米や。何で新米。うわ、うわ、うわ、うわ、うわ。うん。これ、ノックナップ、新米。マイル、新米。よばい、これ、ボンコーナーに、やけすぐなるよ。はい。OK? はい。はい。やったよ。これ、ゴールです。ぜひ、ぜひ。ぜひ、ちょっと最後に感じる。やって、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 やで、じゃあ、はい、次は、ぜひ、あ、ごめん、ください。じゃあ、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 じRất muốn đi du lịch Nhật. Rất muốn đi sang Nhật du lịch. Được chưa? Rất muốn đi sang Nhật du lịch. Được chưa nào? Hai, tiếp theo. Ze hi watashi no uchi ni kite kudasai. Nhất định hãy đến nhà tôi nhé. Nhất định hãy đến nhà tôi nhé. Được chưa? Hai. Tiếp theo. Ze hi isso ni shokuji shitai desu. Ze hi isso ni shokuji shitai desu. Hai. Ezi. OK, mình sẽ tổng hợp lại một chút cái bài học ngày hôm nay đúng không? Thầy Nguyễn Đặng chưa rồi, thầy chưa bài 9 cơ. Đúng không? Thì đây, danh từ cộng với cô tổ gái đi kim mát, danh từ là biết cái gì đó. Đấy nhỉ? Đấy. Ví dụ biết, anh biết tiếng Anh không? Đúng không? Anh biết nhảy không? Đúng không? Anh biết bơi không? À, nếu mà biết bơi thì chia sẻ về được cô tổ gái đi kim mát. Được chưa nào? Đấy. 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 Đấy.趣味で考えたものだ。単独を学べることをね。はい。じゃあ。はい。あれね、前に、とか、チョッキー、どんな、チョッキーリンゴって、どういう範囲でや。ルーティンブックじゃない。どんな、変な、ごめん、ちょば。え、で、べ、ちょざるん。寝る前に、いつも家族に電話をかけました。じゃあ。はい。単独で、食事の前ですね。食事の前に、薬を飲まないといけないんですね。はい、飲まなければなりません。なかなか、なかなか感じない。マイマフォン。マイマフォン。マイマフォン。マイマフォン。マイマフォン。なかなか来ないですね。うん。なかなか、リビカンレッジに、なにじゃ。せんまいこんちゃん。せんまいこんちゃん。はい。え、きれいね。ほんぜちょっなお。え、じゃな。はい。まいせん。うわ。ぜひ、ひら。やって、やって。うわ。やって、ください。こん。Rất muốn sẽ là về tay. Về tay. Được chưa nào? Hay chưa? Hay, ok. Hay, mình ra. Kiểu hỏi, arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Hay. Mình ra, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.